chỉ quẹo Gò Mồi nè. Ngập quá được không vậy? Chợ đi đây. Ngập quá đi được không? Không được, đi Phú Hận quẹo qua đi. Được được, Phú Hận cạt hơn nữa, Phú Hận ngập hơn nữa. Ôi ôi sao mà ngập dữ ghê quá à. Sao à, được nè. Bữa nay mùng 4 mà sao nước ngập ghê trời. Đi chợ tối qua trời mưa. Tối hôm qua trời mưa nên nước ngập. Đi chợ Phú Hận. Mùng 4. Trời ơi, mưa lớn mà. Coi mưa lớn à. Đó, mưa lớn quá tầng đó. Mưa lớn tới mưa lớn quá trời. Thì nước ngập chứ vậy. Úi, à. Chú biết trời nước ngập tôi vậy. Coi chạy vô nước đi. Tránh xe rồi mới chạy vô nước rồi. Sẽ chạy gần, bường gần, xe mình tới xe mình nè. Tại vì nước ngập mà rồi đi Phú Hận chết chết ha. Gò Mồi đỡ á, Gò Mồi thôi đi được, còn Phú Hận là nước ngập tỉnh đi Phú Hận. Xem chết máy Phú Hận nè nha. Đi ngọt quẹt hoặc là đi nước kìa. Từ từ để văng đấy. Hình như nó rút bớt rồi đó. Thì rút bớt rồi. Sáng nó ngập dữ nữa. Rút bớt kìa, hay nó cái lề kìa. Ôi cha. Nhưng mà cho giờ là cho bây giờ bằng đường này luôn đi. có bắn sôi kìa. Kìa. Đấy. Hên quá, con mẹ bán sầu. Nhưng mà không có bán chè. Chè bằng đầy. Đầy đường ra. Đường đi tới chợ Phú Hận. Nước nước ngập như là biển trời lây láng. Hả? Dữ. Đó, đi mua xôi chè về cũng cây chương 4. Rau nè, chợ Phú Hận là bán đủ đồ hết. Vì vậy mình cứ đầu chí ra Gò Mồi giống mình này đó. Ở đây là vô chợ nè. Hôm nay giờ vắng thì để mình quẹo chợ luôn bằng xe hơi cho mọi người coi. Thường là đi xe máy là tốt nhất, tận thường rộng lắm. Đây còn vắng. Ok. Tấn công chợ. Tấn công. Đừng có bỏ nè. Tấn công vô chợ chứ bỏ đâu. Nè, tấn công vô. À. Chợ vô chợ. U chung mà thì mình ra được. Được. Không. Này còn vắng. Được. Không. Còn vắng mình ra được. Không. Được mà. Không. Vậy rồi. Ủa sao quanh lại đâu vậy? Đi tới luôn. Lên. Được không? Bông ra được hay không? Nói chợ vắng nữa. Má có bông hoa nữa. Chưa. Còn thì nếu mà bữa nay đông hôm qua đó, hôm qua vắng tanh, nay đông hơn rồi. Nay bắt đầu là hôm qua là người dân cư dân lên để xe tùm lum mà hả? Nè, kiếm ở đây nè. Kiếm gì? Ê, đừng, đừng. Tụi con đang lái. Không được. Kìa. Trời đông quá kìa. Để coi đường lên cho chạy nè. Đường này đông lắm.
Chết tết luôn đó. Biết chưa? Tấn công tới. Tấn công. Chưa, mình hoành đậu lại. Này mình đi. Gì đó mà úp xùm rồi. Bỏ mẹ hả? Đâu có. Xuống đây mình mới hoành đậu lại được. Hôm nay chợ nó hơi đông hơn hôm qua rồi. Hôm qua không có ai hết. Hôm nay chợ đông vui hơn à. Thôi nó ngập nữa kìa. Chạy vô nước ngập đi. Chợ bán đủ đồ hết. Rau cá củ quả. Thịt. Thực phẩm tươi sống. Chờ. Đã chờ. Đây. Cấp phút rồi con này hết nè. Này lạng vòng nữa. Lạng vòng về. Quanh lại nước ngầm nè. Đường này đi về nhà mình đứng luôn nè. Mình đi xe máy thôi. Ô tô thì nhỏ nhỏ nhưng mình cũng chạy được mà chạy cực quá. Đây. Bên cái nước ngập tiếp nè. Dòng chạy luôn á. Được chưa? Bằng quá tài luôn ha. Ôi bán dưới nước ngập luôn, dữ thiệt. Ra thôi. Nước ngập tới, nước ngập tới. Nước ngập, nước ngập. Đâu, đâu. Có. Có. Chợ nước nổi Phú Hận. Nè, ôn ôn nè. Ôn. Ôn. Thầy chờ, chờ. Đây thường hay mua tôm đồ ở đây nè. Tôm cá. Càng cua. Bố mẹ ơi. Ai bị bắt. Bắt rồi. Chắc mẹ đi mua đồ ở đâu rồi chứ đâu. Mình bị bắt rồi. Mẹ chắc mẹ đi mua đồ rồi. Mua đồ mua. Mưa chứ. Ủa xe chạy cái nước à. Rồi hết chợ. Chứ con chạy nước cái đó đây. Không được. Ôi đứng. Ôi. Chà độc lạ Đồng Nai chứ. Ok, kết thúc bằng cái quầy. Nước cạp. Chà mẹ đó. Ok, chào và hẹn gặp lại cả nhà ở video sau. Nhớ like, đăng ký, hạ tiền ủng hộ Trí, Xì Tiền Dừa và Xì Tiền En. Bye bye.